Xin chào các bạn đã quay trở lại với ENKA. Hôm nay thì tôi đang ở khách sạn Metropole để tham dự cái lễ ra mắt dòng xe cổ điển thể thao của Anh, Morgan. Đây là một hãng xe rất lâu đời ở Anh. Và hiện tại thì Morgan đang trưng bày có 5 chiếc xe ở đây. Thì gồm có 3 chiếc Plus 4 và 2 chiếc Plus 6. Thì nghe tên Plus 4 và Plus 6 thì anh em cũng đoán được về cái phần động cơ của chiếc xe, hai dòng xe này đúng không? Với hai chiếc Plus 6 ở đây thì chúng ta sẽ dùng động cơ của BMW nhá. Hãng xe Morgan sẽ dùng động cơ của BMW. Và đây, chiếc Plus 4 sẽ dùng động cơ i6 3.0. Công suất của chiếc xe này thì vào khoảng 335 mã. Thì với một dòng xe thể thao cổ điển thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đường nét thiết kế phải nói rằng là rất lâu đời rồi. Và theo thông tin mình được biết thì hai dòng xe này, dòng xe Plus của Morgan này thì đã tồn tại với cái kiểu dáng này lên đến 76 năm. 76 năm anh em. Và chất liệu để mà tạo thành những chiếc xe Morgan này gồm có da này, có nhôm này và đặc biệt là gỗ tần bì. Anh em đã nghe thấy cái chất liệu này làm ra chiếc xe này bao giờ chưa? Gỗ tần bì anh em nhé. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc xe Plus 6 màu đen. Đó, anh em sẽ nhìn thấy tất cả những cái đường nét thiết kế kiểu thể thao cổ điển này. Về phần nắp máy, về phần capo thì được kéo dài. Đó, tất cả các chi tiết kiểu đều là những cái đường cong. Ở đây thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn này. Nếu mà anh em nhìn vào đây, vào những cái chi tiết đèn của chiếc Morgan này thì cái kiểu dáng là vẫn là cái kiểu dáng ngày xưa thôi, nhưng công nghệ thì bây giờ đã mới hơn rất là nhiều rồi. Full LED anh em, và trang trí cũng rất là đẹp. Mời anh em lại đây để nhìn thấy những cái thiết kế phải nói là vượt thời gian. Tôi phải nói rằng là đây là những cái đường nét, một cái sự thiết kế mang tính cổ điển và phải đi vào huyền thoại đối với chiếc Morgan này. Rồi đi ngang phần thân xe thì chúng ta sẽ thấy những cái đường, chúng ta sẽ thấy một cái đường nét vuốt ở đây, giống như những chiếc xe ngày xưa rất lâu rồi, từ những năm 1900, những cái dòng xe đầy tính cổ điển. Đây, anh em phải đứng ngang sang bên này một chút để nhìn ngắm phần thân xe. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có phần mui mềm có thể mở được của chiếc Plus 6 này và phần mui cứng của chiếc Plus 6 có màu xanh trắng này. Thì tôi lại đặc biệt tôi thích cái màu đen của chiếc Plus 6 này hơn rất là nhiều. Có một cái gì đấy kiểu sang trọng, lịch lãm. Và dòng xe này anh em nhìn vào đây thì anh em sẽ biết này. Đây, Morgan, một dòng xe lâu đời của Anh, có lá cờ Anh ở trên này. Đó. Chúng ta sẽ có bộ mâm. Mâm này là mâm mình cần để mình xem. À, mâm này là mâm 19 inch kiểu dạng đa chấu. Mâm này thì nó với mình thì không có cảm giác cổ điển lắm, tức là ở phần mâm này thì Morgan đã kết hợp cái sự cổ điển và hiện đại rồi. Mâm này thì mình nhìn thấy khá là những giống những cái chiếc mâm bây giờ với cụm phanh màu đỏ kiểu thể thao. Mình tìm mãi mới mở được phần máy của chiếc Plus 6 này. Thì mời anh em lại đây để xem phần cỗ máy 6 xi lanh thẳng hàng BM của chiếc Plus 6. Đó. Và bây giờ thì trời hơi tối, không biết là anh em nhìn có rõ không? Ok. Thôi, anh em mình lên trên phần những chiếc Plus 4. Anh em mình sẽ nhìn ngắm những chiếc Plus 4. Như anh em nhìn ở đây thì chúng ta sẽ có 3 chiếc Plus 4 sử dụng động cơ i4. Và hai dòng xe này có một cái sự đặc biệt nữa là sử dụng hộp số ZF 8 cấp. Anh em nghe quen không? Giống như trên những chiếc VinFast. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái sự khác nhau một chút giữa hai phiên bản Plus 4 này là ở chiếc này thì có cả cái phần lốp ở phần sau. Đây, mời anh em đúng phần sau để thấy cái kiểu cổ điển của chiếc xe này, của chiếc Morgan này, với một cái phần lốp dự phòng đặt ở phía sau. Và đây mới là những cái bộ mâm mà tôi phải nói rằng là tôi ấn tượng hơn đối với tất cả những cái chiếc
Morgan ở đây. Như anh em sẽ nhìn thấy một bộ gâm, một bộ mâm kiểu cổ điển. Tôi không biết phải mô tả như thế nào với cái phần bộ mâm này. Nó kiểu giống như những cái chiếc mâm của ngày xưa, rồi là có một cái sự pha trộn giữa những chiếc mâm của những dòng xe máy hay là xe đạp, kiểu nói vui với anh em như thế. Nhưng mà nếu mà anh em nhìn vào đây thì anh em sẽ cảm nhận được cái sự cổ điển và một cái sự thiết kế vượt thời gian. Như ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bộ mâm, mâm này là mâm 16 inch, còn kia là chúng ta sẽ có một bộ mâm 19 inch. Đó. May mắn quá, hiện tại thì chiếc xe này đang có chìa khóa. Thì tôi sẽ nổ máy của một chiếc xe thể thao cổ điển lên để cho anh em nghe tiếng bô. Mời anh em. Tiếng bô cực kỳ lực anh em nhá. Đây, và cũng giới thiệu nhanh với anh em cái chiếc chìa khóa của hãng Morgan, của dòng xe Plusic này. Rồi, nếu mà để mà nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là hai cái dòng xe Plusic và Plus 4 thì gần như nó sẽ tương đương nhau. Ở những cái phiên bản môi trần và có cái phần lốp phía sau thì sẽ khác. Còn đây chúng ta sẽ phải đến với một chiếc màu xanh, một chiếc Morgan Plus màu xanh. Anh em sẽ phải thật sự ấn tượng khi mà anh em đứng ở đây nhìn thấy màu xanh của chiếc xe này. Nếu mà để về nói về 5 chiếc Morgan này thì tôi sẽ ấn tượng nhất đấy là chiếc màu xanh này và màu đen ở đầu video mà tôi đã giới thiệu đến anh em. Đó, và tôi có cơ hội để mà tôi vào trong, ngồi vào trong chiếc Morgan này. Đó. G63 anh ạ. Chiếc xe này thì mở cửa kiểu G63 anh em ạ. Anh em biết vì sao? Đây, để tôi sang và tôi chỉ cho anh em. Đây. Khi mà muốn mở chiếc cửa này chúng ta sẽ phải bấm một nút ở đây. Kiểu cảm giận như G63 và cái tiếng đóng cửa cũng vậy. Rồi. Đây. Tôi hơi lo lắng khi mà tôi ngồi vào cái chiếc xe này bởi vì là nó khá là bé so với tôi. Thì tôi xin phép ngồi một nửa người thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái vô lăng cổ điển, thực sự cổ điển. Đây, anh em ở đây để anh em khám phá cái phần vô lăng này. Cái vô lăng này thì cũng được làm bằng gỗ. À đúng rồi, đây là gỗ tần bì đó. Bây giờ tôi mới nhớ ra, chiếc xe này thì được làm cấu thành bằng da này, bằng gỗ tần bì này và nhôm. Thì đây, loại gỗ tần bì. Vào đây thì chúng ta sẽ có bảng đồng hồ tốc độ. Đây là vòng tua máy nhưng lại đặt ở bên phải. Tức là khi mà chúng ta nhìn bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây sẽ hiển thị phần xăng này. Ở đây là nhiệt độ về nhiệt độ làm mát. Khi mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự pha trộn giữa cái nét cổ điển và cái sự hiện đại đến từ những cái phần đồng hồ ở đây, hay là phần chính giữa ở đây chúng ta sẽ có một cái bản đồng hồ điện tử, rồi những cái nút start ở đây đó. Và cá nhân tôi khi mà tôi nhìn thì tôi lại thích nhất là cái chi tiết này. Đây là cái nút sport, sport plus, tức là cái chế độ thể thao. Cái chế độ thể thao của chiếc xe này thì được mà hãng Morgan làm riêng, đặt một nút nhỏ ở đây, giống như là tôi nhìn lúc đầu là tôi tưởng là kiểu USD. Đây là cái cảm nhận của tôi khi mà tôi nhìn thấy cái nút này giống một cái biểu thị USD. Và để xem còn gì để mà giới thiệu với anh em một chút không. Tôi xin phép đi ra ngoài, chiếc xe này nó khá là bé nên là đi ra đi vào với tôi nó hơi khó một tí. Phần mui này được đóng bằng tay. Duy hộ anh một chút nào. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ đóng cái phần mui của chiếc xe này, kiểu cổ điển. Trời mưa thì anh em phải dừng xe và phải di chuyển ra ngoài để mà đóng. Thôi được rồi, ok. Tôi đang tìm kiếm một chút. Tôi nghĩ rằng là chiếc Morgan này sẽ sử dụng hệ thống loa của thương hiệu này, của Hermes, của dòng xe này.
Ok. Ở đây có cái nắp bình xăng anh em. Ở đây có cái nắp bình xăng. Cái nắp bình xăng này thì được làm rất là chỉnh chu, phải nói là cực kỳ chỉnh chu. Cực kỳ chỉnh chu. Vâng, em chào anh. Vâng. Anh giới thiệu qua một chút về mình được không? Chào bạn, mình là Công. Dạ. Và mình đang là Project Manager của Morgan. À, vâng. Theo em thấy thì hãng Morgan cũng mới xuất hiện ở Việt Nam một thời gian khá là ngắn. Thì anh có thể kể qua một chút về lịch sử của hãng này được không? Morgan là một hãng xe truyền thống và thuần Anh, dạ. Thuần chất Anh. Đã có lịch sử trên 100 năm. Và cái điểm đặc biệt của họ là họ giữ nguyên cái mẫu thiết kế này đã trên 70 năm rồi. Một đặc điểm thứ hai của Morgan là tất cả 100% sản phẩm được làm bằng tay, thủ công. Và có thời gian từ 6 năm đến 6 tháng cho một chiếc xe hoàn thiện. Dạ vâng. Xe được thủ công 100% từ hệ thống nội thất, da cho đến các cái khung gỗ đặc trưng và hệ thống các cái vật liệu như là nhôm nhẹ bên ngoài. Thì về vấn đề về da, về nhôm thì em cũng được nghe khá là nhiều. Tất cả các dòng xe hiện tại bây giờ thì cũng đều cấu thành bởi những cái chất liệu đấy. Còn về cái chất liệu gỗ tần bì thì là một cái chất liệu mà gần như là em cũng mới nghe thấy. Vâng, thì anh có thể nói qua hơn một chút về cái chất liệu này đối với cái sự đặc biệt của dòng xe này không? Gỗ tần bì nếu với người Việt Nam thì cũng không hẳn được xếp vào nhóm gỗ quý như anh đã biết. Vâng. Đúng ạ. Tuy nhiên tại Anh Quốc, tại một khu vực mà Đông Âu, Châu Âu với khí hậu như vậy ấy, dạ. Thì họ đã sản sinh ra một cái chất liệu gỗ tần bì mà nó khác so với những tần bì ở cùng nhiệt đới. Là nó có một cái độ dai, dẻo, dai và cứng nhất định để các nghệ nhân của Morgan có thể đưa vào khuôn ép, tạo nên các đường cong ở trong cái định hình trong tầng. Vâng. Thì cho em hỏi một chút là theo em thấy ở đây thì chúng ta sẽ có 3 chiếc Plus 4 thì cũng là cái ký hiệu để dành cho động cơ i4, dạ, đúng không? Dạ. Và 2 chiếc Plus 6, dạ. Thì hiện tại là mình đang bày bán những chiếc này là vào khoảng giá bao nhiêu anh? Dạ. Hiện tại giá niêm yết của Plus 4 là 7.150.000 và của Plus 6 là 8.3 tỷ. 8.3 tỷ. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ những cái thông tin thực sự là rất là hữu ích và rất là mới mẻ với một cái hãng xe mà rất lạ ở Việt Nam. Và mong rằng là sẽ có cơ hội để mà gặp anh và để trải nghiệm những cái dòng xe của anh nhiều hơn nữa. Vâng, em xin cảm ơn. Dạ vâng. May mắn quá, bây giờ mới có thể được chạy thử chiếc này. Nào, anh em mình lên xe, làm một vòng với chiếc xe thể thao cổ điển của anh nhá. Mình bước vào chiếc xe này, cảm giác rất là khó khăn. Hình như là nó sinh ra không phải là để dành cho mình hay sao ấy. Ôi. Ok, lên đường anh em ơi. Ôi, ngồi chiếc xe này lạ quá. Quá lạ anh em ạ. Ôi, cái cảm giác này. Lần đầu tiên tôi có một cái cảm giác ngồi một chiếc xe và cảm giác như là mình đang ngồi giống một chiếc ghế ở giữa đường anh. Ok. Anh em, hôm nay thời tiết Hà Nội khá là lạnh. Nhưng ngồi lên trên một chiếc xe thể thao cổ điển như thế này và anh em đi thì mình sẽ cảm thấy một cái không khí Hà Nội, một cái không khí như anh em thấy thì là Noel và mình đang ở khu phố Tràng Tiền. Nào mời anh em nhìn ngắm một vòng. Ngồi lên một chiếc xe thể thao cổ điển vào một ngày thời tiết rất đẹp và chuẩn bị đến những ngày lễ của chúng ta. Và anh em nhá, không biết là anh em có nghe thấy gì không? Một tiếng pô kiểu của một chiếc xe thể thao rất rõ, rất rõ. Và cái cảm giác khi mà đi chiếc xe này nó mang lại một cái cảm xúc phải nói là không giống một chiếc xe nào tôi đã từng ngồi lái, tôi đã từng cầm lái. Chiếc xe này chắc chắn là dành cho những người có nhiều tiền, muốn trải nghiệm những cái cảm xúc lạ, mới và yêu thích sự cổ điển. Phần đầu xe rất là dài, nhưng mà anh em ngồi ở đây anh em nhìn phần đầu xe rất là dài, cảm giác lái nó rất là hay. Kia là một chiếc xe màu xanh trắng. Tăng tốc một chút.
Ôi động cơ i4 nhá, đây là động cơ i4 mà nó mang lại rất là nhiều cảm xúc với tôi. Rất hay một chiếc xe. Tôi phải nói rằng là cái cảm giác lái cực kỳ tốt, chỉ có một chút là tôi ngồi vào chiếc xe này khá chật, khi mà đi thì chắc cũng không đi được xa lắm đâu. Chiếc này thì lại có một cái vô lăng. Vô lăng này tôi không thích lắm bằng những chiếc kia có cái vô lăng kiểu cổ điển hơn. Được trải nghiệm nhanh một chiếc Morgan, một chiếc xe cổ điển của anh bước ra. Ôi, vừa trải nghiệm nhanh lái chiếc Morgan Plus 4. Ở đây là tôi lái chiếc Plus 4 này, một chiếc xe thể thao cổ điển của anh, và khá là hay. Thôi, xin kết thúc video ở đây, và anh em nhớ bấm subscribe, bấm vào nút chuông để tôi sẽ gửi đến anh em trong những video mới sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.